Cảm ơn tất cả các như chuyện nhắn nào cũng bỏ dưng như cảm ơn tất cả các anh chị đang mặc trong dưng. Bây giờ thì sáng nay thì mấy các chị chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành cái buổi dưng này bên trong tâm trí trước khi bắt đầu nha, rèn luyện thói quen của người thành công được không ạ? Là mình sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và các anh chị hình dung xem là buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ có một cái buổi dưng các anh chị tham gia, mình học tỉnh táo như thế nào và năng lượng ra làm sao, sau đó thì mình gặt hái được những cái kết quả gì được không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị. Mình cũng có nhận được hai câu hỏi, chút xíu nữa sẽ giải đáp. Sáng nay thì dì với các chị tiếp tục chúng ta lại học những cái bài học trong cuốn sách Người giàu có trở thành Babylon các chị nha. Trước mình là những phân tích chưa xong đúng không ạ? Ok, ngày hôm qua thì mình đã đi qua một cái bài học, đó là một khi mà đã có một cái ý chí sắt đá thì con người sẽ dễ dàng tìm ra con đường để tiến lên phía trước. Chị, ý chí sắt đá nha, có nghĩa là mình biết được cái mục tiêu rõ ràng của mình đúng không ạ? Và nếu mà các anh chị biết sử dụng sức mạnh tiềm thức đúng không ạ, thì mỗi ngày mình đều hình dung tưởng tượng tới kết quả mình mong muốn, sống như thể đã đạt được rồi ha. Anh chị nào tuần vừa rồi các anh chị có làm cái quy trình khai phá của người phi thường bên trong ấy, các anh chị, đây là quy trình mà mình có thể ứng dụng để mà mình đạt được tất cả những mục tiêu mà các anh chị đặt ra cho cuộc sống, đó là về tài chính, về sức khỏe hay là về mối quan hệ, thì cũng đúng y chang công thức này thôi. Mình cần phải biết rõ được cái điều mình muốn là cái gì, sau đó thì sao ạ, để mà mình tận dụng được cái con người phi thường bên trong của mình ạ, thì phải hình dung tưởng tượng luôn nha chị. Hình dung tưởng tượng không phải là mình hình dung cái cảnh là mình chưa đạt được nha, mà mình phải hình dung tới cái cảnh là mình đã đạt được rồi. Thì các anh chị sẽ thấy là tự dưng giống như là cơ thể của mình đã được mở khóa. Có anh chị nào trong chủ nhật từ vừa rồi mình cảm thấy được như vậy không? Khi mà chưa sử dụng tiềm thức á, thì mình thấy cơ thể của mình giống như bị giới hạn. Đúng không ạ? Mình chỉ tới một cái điểm giới hạn nào đó thôi là mình cảm thấy mình làm hết được. Thì đó được gọi là ý thức của mình nghĩ rằng là khả năng của mình chỉ làm tới đó thôi. Giống như trong cuộc sống cũng vậy nha chị. Chẳng hạn như trong mọi việc, đôi khi mình nghĩ rằng là khả năng của mình nó chỉ tới đó, là bằng ý thức. Nhưng khi mà mình hình dung tưởng tượng sống như thể đã đạt được rồi, y chang như là mình được mở khóa, tự dưng mình có thể làm được những cái điều mà mình nghĩ rằng là khả năng của mình chỉ tới đó, nhưng mà thật sự ra mình còn làm được nhiều hơn rất là nhiều, và rất là dễ dàng. Các anh chị nào làm lần hai quy trình mà khi mà các anh chị dùng tiềm thức thì mình cảm thấy là nó dễ dàng hơn mà. Nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và cuối cùng thì mình đạt được kết quả lớn hơn. Các chị nha, đây là bởi vậy Diễm hay nhắc là tất cả mọi thứ thì mình nên sử dụng sức mạnh tiềm thức. Đôi khi mà bị quên đó nha, mà sử dụng ý thức thôi thì nó nghe chị không khỏe đâu. Ý thức nó đã bảo rằng là mình chỉ làm được tới đây thôi, mình chỉ làm được cái này thôi, mình chỉ làm được cái kia thôi, chắc là mình không làm được đâu nè, và mình cứ đi tìm cách, những cái cách cũ mà mình đang có đúng không. Nhưng mà khi mà mình dùng tiềm thức thì sao ạ, việc của mình là chỉ tập trung kết quả thôi,
mình chả biết cơ thể của mình nó làm bằng cái kiểu gì luôn hay gì mà mình lại dẻo như thế, không biết nữa ạ. Việc của mình là tập trung kết quả, sau đó hình dung tưởng tượng sống như thể đã đạt được, phần còn lại không biết bên trong cơ thể của mình làm gì đó không biết, tự dưng cái mình dẻo quá trời và kết quả cuối cùng là mình đạt mục tiêu. Ha, vậy thì trong cái mục tiêu về về tài chính cũng vậy, nên chị trong cuộc sống cũng vậy, mình phải biết rõ được cái điều mình muốn là cái gì, những chị hình dung tưởng tượng sống như đã đạt được rồi mỗi ngày. Và quan trọng là có một số cái anh chị hay nói với Diễm như này là chị cũng đặt mục tiêu, chị cũng hình dung tưởng tượng, chị cũng hành động, nhưng mà không biết sao mình vẫn thấy rằng là mình không đạt được, không đạt được mục tiêu. Vậy Diễm hỏi các anh chị như này nha, chẳng hạn như đợt một câu đơn giản như này thôi, nhà của các anh chị bên này và trưa nào các anh chị cũng đi qua nhà mẹ mình bên kia đi, trưa nha, trời nắng 12 giờ trưa, mình nghĩ rằng là trời gần nhà gần nên thôi chả cởi áo khoác gì hết, thế là các anh chị đi bộ xẹt qua, thì theo các anh chị cái làn da của mình nó có được gần gũi với nắng không ạ? Nếu mà mình đi trong vài ngày đầu tiên các anh chị thấy có gì khác biệt với làn da của mình không, nếu mà mình đi lần thứ nhất bằng mắt thường của mình chả nhìn thấy gì có gì khác biệt với làn da của mình đúng không ạ? Nhưng mà nếu như cái điều này được lặp đi lặp lại trong vòng 1 tháng đến 2 tháng thì các anh chị có thấy đây cái điều gì khác biệt với làn da của mình không? Có đó ạ. Các anh chị đôi khi á cái sự thay đổi á nó vi tế đó ạ, mà các anh chị không nhìn ra rằng mình có sự thay đổi, nhưng mà sự thật là cứ mỗi ngày trôi qua, nếu mà các anh chị đồng hành cùng môi trường câu lạc bộ vào những cái buổi Zoom, mình học tập, mình phát triển tư duy, mình có cái hành động tiến lên phía trước, thì Diễm đã nói với các anh chị rằng là cái cuộc sống của mình nó đang theo chiều hướng đi lên. Mà bởi vì mình không tập trung để mình ghi nhận những thành công mà mình không nhìn ra, chứ nó không phải nó không có đâu anh chị. Y chang như câu chuyện trong môi trường câu lạc bộ, có rất là nhiều anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ đúng không ạ, cứ học Zoom vậy, cứ thấy ngày nào cũng như học Zoom đúng không ạ, và tất nhiên cái chị đó cũng đi làm công việc rồi hưởng lương bình thường thôi, rồi cũng ghi chép livestream, rồi cũng livestream, cũng học tập, cũng phát triển, cũng cứ cố gắng mỗi ngày vậy các chị, 1 năm 2 năm. Giờ Dũng hỏi các anh chị là, một là mình tham gia môi trường câu lạc bộ, mình được nghe những cái kiến thức của những người thành công tích cực, là nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với mình dành thời gian ở ngoài kia đúng không ạ? Hay là mình nói chuyện với những người bạn của mình than vãn đúng không? Là bạn ấy cứ diễn cái này là câu chuyện có thật cái gì ha. Xong rồi cái đùng ra một ngày bạn ấy ăn mừng với Diễm là ngày hôm nay tiền của mình mới về 3 tỷ. Đi làm hưởng lương thôi, thương lương tháng 10 triệu thôi vậy, cứ âm ỉ tham gia Zoom câu lạc bộ vậy thôi đó. Cứ nghĩ là nó cứ phát triển lên mỗi ngày. Cũng có một bạn khác cũng chỉ là sao à, tham gia học Zoom câu lạc bộ cứ ngày nào cũng vô nghe nghe một cách thụ động, bạn ấy có một công việc khác cũng đi làm, lương tháng cũng vài triệu tháng thôi, cái ăn mừng với mình là tiền em về 300 triệu. Hay lắm các anh chị, có nghĩa là nên là đôi khi những như nghĩ lại mình thấy hồi đó là tham gia câu lạc bộ lớp 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 thôi vậy cũng cũng tới nơi thôi, có nghĩa là chưa có nghiêm túc thật sự, chỉ có thụ động thôi á, thụ động vô rồi nghe nghe thôi chứ rất là hay ha, nghe chị môi trường khá là hay, được môi trường tích cực, mình cứ nghe một cách thụ động như vậy, và là sự thật là nếu mà thực sự thật các anh chị đang phát triển lên vào giờ học Zoom nữa mà, và các anh chị hành động là mình đang đi lên mỗi ngày đó, có thể là trong những cái thời gian đầu các anh chị chưa nhìn thấy rõ được cái sự phạt đó đang đi lên của mình thôi, nhưng mà nó đang đi lên, cũng y chang như là chẳng hạn cái việc mà tập thể dục đó. Tập thể dục các anh chị, chẳng hạn như mình đi tập thể dục đi, không thể trong 1 2 ngày đầu mà mình thấy liền cái sự thay đổi của mình đúng không ạ, như Diễm cũng vậy chị, Diễm đi tập thể dục mình rất là mong muốn là mình có thể thay đổi được vóc dáng của mình vòng 1, vòng 2, vòng 3 cho đẹp hơn,
đúng không? Và không thể nào mà trong mới những cái ngày đầu tiên, một hai ngày đầu tiên mình tập mà mình thấy liền cái sự thay đổi trong cái cơ thể của mình được. Nhưng mà nó có sự thay đổi không ạ? Có đúng không ạ? Dũng hiểu về cái điều này nghe chị, nên mình rất là kiên nhẫn, cứ có nhiêu đó bài tập cứ tập đi tập lại, tập đi tập lại, nhìn vào gương bằng mắt thường mà thấy à, vẫn chưa thay đổi gì nhờ, kệ. Nhưng mà mình hiểu rằng là nó vẫn đang thay đổi, cứ kiên trì kiên nhẫn như vậy cho đến tháng thứ nhất. Ồ, thấy được có cái sự thay đổi nhẹ đúng không ạ? Tới tháng thứ hai và tháng thứ ba, và khi mình nhìn lại thì mình thấy wow, thay đổi nhiều nhờ. Và để được có tháng thứ ba đó là phải thông qua cái việc nó rất là kiên trì kiên nhẫn luôn, có nhiêu đó à, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, tập đi tập lại. Và cuối cùng thì khi mà mình đi mình nhìn lại thì mình thấy là mình có cái sự thay đổi rất là lớn. Nhưng mà có rất là nhiều người họ đã bỏ cuộc trong những cái giai đoạn đầu, bởi vì họ bảo rằng là sao mình tập mà chả có kết quả gì nhỉ, mà thấy tốn sức quá, thôi mình không tập nữa. Không, nó có một số các anh chị bảo rằng là trời, mình cũng học tập, mình cũng ứng dụng mà sao mình cũng chưa thấy kết quả gì, nên thôi chắc nó không hiệu quả với mình, hay là họ bỏ cuộc. Nhưng mà họ không biết rằng là sao ạ, à? Đang đi lên đó các chị, đang có sự thay đổi y chang giống như là hồi lúc trước Diễm có trên bàn làm việc của Diễm có trồng cái cây cây kiểng thôi. Và khi mà cái cây đó nó bị vàng lá, ví dụ các chị, một cái cây mà nó bị vàng lá đi, giờ các anh chị muốn chăm sóc lại cái cây đó thì mình tưới nước cho cây đó đúng không ạ? Khi mà mình tưới nước qua một đêm theo các anh chị, cái lá từ vàng nó có chuyển sang xanh liền không ạ? Nhưng mà nó đã vàng rồi, khi mà mình tưới nước không thể nào qua một đêm lá từ vàng chuyển sang xanh luôn. Cái gì mới kiên nhẫn tưới cái gì nha, tại vì cái cây đó cũng không phải của mình, cây đó của bạn mình, mà bạn mình không có chăm, mình thấy thương quá mình đem về mình chăm, tại vì cây nó cũng là một cái sinh mạng mà đúng không các chị, muốn cứu cái cây. Thế diễm tưới nước qua ngày thứ nhất vẫn thấy lá chưa xanh, nhưng mà tưới nước qua ngày thứ ba thứ năm thì mình tìm kiếm, mà tìm kiếm cái sự phát triển của cái cây đó, thì diễm thấy rằng là ý tự dưng có thấy một cái chấm xanh trên cái lá vàng, một chấm xanh nhỏ xíu thôi các anh chị, trên lá vàng. Và Diễm biết rằng là wow, mình ăn mừng thành công đúng không? Ăn mừng thành công các chị nha. Bởi vì vì sao Diễm ăn mừng thành công? Bữa đó mình rất là vui khi mình thấy chỉ một chấm xanh nhỏ xíu, bởi vì Diễm biết rằng là mình đang đi đúng đường, mình đang đi đúng đường nha chị. Và nếu như mình tiếp tục duy trì cái điều này đúng không ạ, thì sẽ có nhiều những chấm xanh nhỏ khác xuất hiện. Và đúng thật như vậy. À, tiếp tục diễn tới nước qua thêm một tuần nữa thì từ một chấm xanh nhỏ xíu nó lại lan tỏa ra thành rất nhiều chấm xanh khác trên cái lá vàng. Và kiên nhẫn tưới tiếp thì từ một cái lá vàng ngay chị, nó chuyển đổi thành nguyên cái lá xanh luôn. Khi mà Diễm làm cái gì mình cũng tìm ra được những cái bài học để ứng dụng cho cuộc sống hết trơn, bởi vì Diễm hay là cái cây thì nó cũng đều phải tuân theo những luật vũ trụ mà, nên là nhìn vào nó để Diễm học được những cái bài học. Vậy thì có rất là nhiều anh chị không có kiên nhẫn được, chẳng hạn như giờ cuộc sống của mình do là trước giờ mình không có, mình sống chưa đúng theo những luật vũ trụ đi ha, thì cuộc sống của mình cũng y chang như một cái lá chị, nó đang vàng, không thể nào mà mình bảo rằng là sau một đêm từ lá vàng chuyển sang xanh đâu, mà mình phải có cái sự kiên nhẫn trong cái việc mình học tập phát triển hành động tiến lên phía trước. Và mình phải tập trung để tìm kiếm những cái sự phát triển và cái thành công trong cuộc sống của mình, mặc dù nó là nhỏ xíu thôi, giống như y chang như là Diễm vừa kể cái câu chuyện chiếc lá, mặc dù Diễm chỉ vừa thấy một cái chấm xanh nhỏ xíu trên chiếc lá vàng thôi, trời ơi ta nói nó mừng dễ sợ luôn. Ăn mừng thành công ngay luôn.
Bởi vì sao mình biết rằng là à, mình đang đi đúng đường và mình đang có sự phát triển, nên là có một cái thói quen mà Diễm hay dặn với các anh chị, đây là thói quen cực kỳ quan trọng luôn, nó không có thua kém gì so với cái việc là cái thói quen ghi lòng biết ơn đâu, nó là ghi nhận thành công. Thói quen ghi nhận thành công chỉ cần 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mà mình không có ghi nhận những thành công của mình thôi là các anh chị sẽ thấy bắt đầu mình sẽ không tích cực á, bắt đầu mình không tích cực đâu các anh chị. Tại vì khi mà mình tập trung ghi nhận thành công thì theo quy luật tập trung của vũ trụ, cái gì mình tập trung nó mở rộng đúng không ạ, thì mình bắt đầu mình thu hút thành công, mình tập trung vào sự phát triển thì mình mới có được cái sự phát triển. Mình ghi nhận thành công có nghĩa là mình đang nuôi dưỡng cái cây thành công của mình đang tưới nước chăm sóc cho cây thành công của mình mỗi ngày anh chị. Khi mà mình chăm sóc cho con người thành công của mình bên trong thì con người đó nó mới lớn lên được, cho con người đó ăn mỗi ngày thì con người đó mới lớn lên. Khi mà con người đó lớn lên, khi mà các anh chị đứng trước gương đúng không ạ, nhìn vào cái người trong gương mà mình bảo rằng wow, mình nhiều thành công quá, mình tuyệt vời quá, mình rất là tự hào về mình. Đầu tiên mình là mình phải tự hào về mình trước nhé. Nếu mà muốn người khác tự hào về mình thì mình phải tự hào về mình trước nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình nhìn vào người, mình nhìn vào trong gương, mình thấy mình như thế nào thì theo các anh chị người khác nhìn vào trong gương thấy gì? Thì mình thấy như thế nào người ta thấy vậy chứ, đúng không? Chẳng lẽ mình nhìn vào mình người trong gương đúng không, mình bảo rằng mình nhìn người trong gương mình cảm thấy chán mà mình bắt người khác nhìn vào phải khen đẹp, phải khen trợ năng lượng quá, phải khen nên là thành ra là cái cách mà mình cảm nhận về mình như thế nào nghe chị thì người khác cũng cảm nhận về mình y chang như vậy. À, nên là đầu tiên mình phải là cái người yêu thương, tôn trọng và dành những điều tốt đẹp nhất cho bản thân của mình thì người khác mình phải thì người khác mới dành những điều tốt đẹp nhất cho mình nghe chị nha. Nó hay như vậy đó, có nghĩa là mình cái chị đối xử với bản thân của mình như thế nào thì người khác sẽ đối xử với mình y chang như vậy. Đây là sự thật đó, chị. Vậy thì cái việc mà mình ghi nhận thành công mỗi ngày á, nó sẽ giúp cho cái con người thành công bên trong của mình sẽ được nuôi dưỡng lớn lên. Và đến một hôm nào đó khi mà các anh chị nhìn nhìn lại mình và mình thấy rằng là mình thật là tài giỏi, bởi vì mình có nhiều thành công quá nhỉ. Vậy bây giờ khi mà mình nghĩ về mình thì sao ạ? Mình đang nuôi dưỡng thành công, mình thấy nhiều thành công quá. Thì lúc đó tiềm thức của các anh chị đã tin luôn, chủ nhân của tôi là người thành công và giàu có. Bởi vì khi mà các anh chị tin thì sao ạ? Thì tiềm thức mới tin. Còn nếu mà bây giờ mình tuyên bố, ngày nào mình cũng tuyên bố đặt tay lên trái tim của mình, tôi là người thành công và tôi là người giàu có đúng không, cái tuyên bố đúng lúc đó à, xong hết tuyên bố cái mình nghĩ về mình, trời ơi, sao cái gì mình cũng làm không được hết vậy ta. Thì em hỏi các anh chị tiềm thức tin cái gì, các anh chị tin gì tiềm thức tin đó, chứ không phải là tiềm thức tin vào những lời tuyên bố đâu nha. Là vì sao là mình phải nuôi dưỡng cái gì cho cái con người thành công của mình, để đầu tiên là các anh chị phải tin thì sau đó tiềm thức tin và sẽ thực thi hay gì đó. Nên là cái thói quen ghi nhận thành công nó rất là quan trọng luôn. Thói quen này sẽ giúp cho một thời gian sau khi mà các anh chị rèn luyện mỗi ngày á, nó sẽ giúp cho con người mình tin tưởng, và khi mình tin là tiềm thức tin. Ok ha, nên là bao nhiêu số các anh chị mình sẽ thực hành cái việc ghi nhận lòng biết ghi nhận thành công của mình mỗi ngày ít nhất là 5 thành công thì các anh chị comment tôi. Và tốt nhất nha, đối với một số các anh chị mới trong giai đoạn đầu á, là tối trước khi đi ngủ á, đứng trước gương ôm cơ thể của mình và tự ghi nhận thành công cho cơ thể của mình đi. Hoặc bao nhiêu năm rồi các anh chị chưa ôm cơ thể của mình, tự mình ôm cơ thể của mình không cần phải chờ ai hết. Bởi vì bên trong con người của mình đó các anh chị, nó sợ biết cái gì, biết nó sợ gì không ạ, nó sợ không được yêu và nó sợ là không có đủ, không được yêu thương ấy, và không có đủ. Và cái nỗi sợ này
kinh khủng đó. Nó làm cho mình không có bình an, nó làm cho mình không có đủ đầy. Và khi mà mình không đủ đầy bên trong thì bên ngoài không đủ đầy luôn. Mình đâu cần phải chờ đợi ai đúng không ạ? Chính mình phải là cái người yêu thương bản thân của mình đầu tiên nha nhỉ. Đừng có để cho bản thân của mình cảm giác là không có đủ tình yêu. Tối nay ứng dụng thử đi, cái chị thấy vi diệu lắm. Đó là trước khi đi ngủ mình tự ôm cơ thể của mình. Em nói với cơ thể của các anh chị rằng là có thể là trong nhiều năm qua các anh chị không có biết rằng mình không có biết cái sự hiện diện của cơ thể của mình đang ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã nhìn thấy rồi đúng không? Hãy nói với cơ thể của mình là tôi rất là yêu bạn. Tôi yêu bạn vô điều kiện. Đừng có đặt ra điều kiện gì hết trơn. Đừng có bảo cơ thể của mình rằng là bạn á, là phải phải có cái này có cái kia nha, hơn thì tôi mới yêu bạn. Đó, bởi vì nó cũng y chang như thế này nè các anh chị. Chẳng hạn như người cái người mà các anh chị thương yêu đúng không ạ? Hay là vợ mình hay là chồng mình đi, hay ai đó. Họ bảo rằng là ví dụ như các anh nói với các chị, em phải thay đổi cái này đi thì anh mới yêu em được. Hoặc là anh phải thay đổi cái kia đi. Thì theo các anh chị, khi mà các anh chị nghe câu này các anh chị có vui không ạ? Có vui, có hạnh phúc không? Có nghĩa là tình yêu nhưng mà cũng hơi có điều kiện chút không? Bạn phải thay đổi cái này đi tôi mới yêu bạn, bạn phải thay đổi cái kia đi tôi mới yêu bạn. Kia thì cái chị có vui không ạ? Không vui đâu các anh chị. Nếu mà các anh mà nói với các chị câu này thì chắc là các anh không có cơm ăn rồi nhé. Vậy thì cơ thể của mình nó cũng vậy. Khi mà các anh chị nói với cơ thể của mình rằng là bạn phải có cái này, bạn phải có cái kia, bạn phải có cái nọ thì bạn mới là đủ tốt, thì bạn mới là đủ giỏi, thì tôi mới yêu bạn. Cơ thể các anh chị nó không có năng lượng làm việc đâu. Nó đình công đấy. Nhưng mà nếu như ai đó nói với các anh chị câu này là anh yêu em bởi vì chính em thôi, thì các anh chị có vui không ạ? Hoặc là em yêu anh bởi vì chính anh thôi, thế là đủ. Vui không? Trời ơi. Đó ơi, vui chắc cả tuần cả tháng, vui cả cuộc đời đó em. Vui nha. Bao nhiêu số các anh chị, nếu mà các anh chị nhận câu này các anh chị rất vui đó ạ. Vui tủm tỉm liền hả? Rất vui và hạnh phúc đúng không ạ? Ừ. Vậy thì mình đâu phải chờ đợi ai đó nói với mình câu này, bởi vì mình đâu có thể làm chủ được ai ngoài kia nghe chị đúng không ạ? Mình không có làm chủ được ai ngoài kia cả, mình chỉ có thể làm chủ được chính cơ thể của mình thôi. Nên mình phải là người nói câu này với chính mình mỗi ngày. Tối nay ứng dụng, trước khi đi ngủ nhớ nha, giờ đặt báo thức đi, chứ không tối nay anh chị lăn ra ngủ luôn, không thực hành đâu. Đặt báo thức nha, tối nay mấy giờ ra điện thoại báo thức lên cái là phải đi thực hành cái này. Cho các anh chị khoảng 10 giây đặt báo thức đó ạ. Thường tối là mấy giờ các anh chị đi ngủ? Giờ mình đặt báo thức đi, hẹn chẳng hạn như 10 giờ đêm sẽ báo lên. Thực hành yêu người trong gương, rồi cứ đúng giờ đó báo lên là các anh chị cứ ra trước gương thực hành thôi. Nói chung là trong những lần đầu tiên thực hành đừng để ai thấy nhé. Tự dưng cái người nhà các anh chị thấy, trời đất ơi, sao tự nhiên vô học Zoom xong rồi cái tối đứng rồi ôm ôm nó nói gì một mình, tao sợ đi. Có mình hiểu không? Mình học mình hiểu, người khác không có hiểu. Thành ra mình ứng dụng nó khéo léo tí, nó tế nhị chút nha. Để là người nhà của mình họ yên tâm à. Thường á các anh chị, khi mà Diễm ra ngoài tiếp xúc nói chuyện với ai á, Diễm chỉ nói chuyện dựa trên sự hiểu biết của người ta thôi.
chứ mình không có nói quá lên. Nhưng có nhiều thứ họ không có hiểu mà chứ không có nói. Cái gì họ hiểu thì mình nói, gì họ không hiểu không nói, để cho người ta yên tâm. Chứ phải là mình nói là mình muốn làm gì làm, phải không? Nhà tôi muốn làm gì làm ha. Để cho người nhà không yên tâm nhé. Nha, vậy thì đó, bài tập của anh chị Diễm Giai với anh chị tối nay á. Không phải tối nay đâu, trong 3 tháng tới. Anh chị nào kỷ luật điều này thì Diễm nói với các anh chị trong 3 tháng tới, các anh chị sẽ cảm thấy bản thân của mình cực kỳ khác biệt luôn. Một con người tràn đầy tự tin, và phải gọi là một thỏi nam châm thu hút tiền luôn nếu mà ứng dụng điều này. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ôm cơ thể của mình, nói những lời yêu thương với cơ thể của mình. Nói cơ thể, các anh chị biết rằng là các anh chị rất là yêu cơ thể của mình đúng không ạ? Tôi rất là yêu bạn vô điều kiện. Sau đó mình ăn mừng thành công, nhìn thẳng vào đôi mắt của người trong gương ấy, khen khen ngợi xem là hôm nay cái cơ thể này nó đã hoàn thành được những cái điều gì rất là tuyệt vời, ghi nhận thành công, biết ơn. Rồi ôi Diệm nói các anh chị thử đi, rồi các anh chị sẽ thấy là trời ơi, cơ thể chị nó vui lắm, nó vui mà nó tràn ngập năng lượng luôn á. Nó bảo rằng giờ chủ nhân muốn gì cũng được, chủ nhân muốn gì mình cũng làm hết, thì chủ nhân nói chứ nó muốn gì thì nó tràn ngập năng lượng. Cái chữ thích tự khen ngợi không, mỗi khi ai đó khen mình thì cái chị vui không, cái chị năng lượng không ạ? Vì tại tại sao phải chờ đợi, cái chờ đợi là cái lời khen nó phải từ ai đó bên ngoài. No, mình phải tự làm điều đó mỗi ngày nghe chị. Đây được gọi là làm chủ cuộc đời của mình đấy. Đây mới thật sự gọi là sao, là cái anh chị là thuyền trưởng trên chính cái chiếc thuyền đời của mình, không có chờ đợi một ai khác làm điều này cho mình đâu ạ. À, mình tự làm cái điều này cho cơ thể của mình. Ừ, chị Luyến đúng không ạ? Chị Luyến là ứng dụng có kết quả thường xuyên, lúc không khỏe cũng làm kết quả tuyệt vời. Không khỏe là bởi vì sao các anh chị? Bởi vì mình chưa thật sự yêu thương đủ cơ thể của mình. Mình để cho bên trong của mình nó có nhiều những cái mâu thuẫn ấy, và nó khiến cho bên trong không khỏe thì bên ngoài không khỏe thôi. Còn nếu mà mình học cách chuyển hóa tốt, tập trung vào những cái điều tốt đẹp tích cực, biết ơn, yêu thương mỗi ngày thì khỏe ra. Trong nhiều năm nay sức khỏe Diễm tốt lắm nha chị, phải nói là cực tốt luôn ấy, và mình rất là biết ơn cái điều này. Bởi vì Diễm ăn đúng uống đủ vận động hợp lý, không những như vậy mình còn kết hợp một cái tinh thần nữa, cái tinh thần lạc quan tích cực yêu đời. Không phải là trong cuộc sống mà lúc nào cũng màu hồng đâu, mà bởi vì mình chuyển hóa nó rất là nhanh. Chỉ cần tiếng nói nhỏ nó xuất hiện cái đó là bảo rằng nhưng mà tôi cũng rất là biết ơn vì, rồi xong hóa giải hết luôn. Rồi làm sao, sao thu hút được, thu hút những điều không tích cực tới được. Mình chỉ thu hút những điều không tích cực khi mà mình không tích cực thôi. Luật hấp dẫn mà, những cái gì giống nhau hút nhau được. Còn giờ suy nghĩ không có tích cực nó tới, mình bảo rằng nhưng mà tôi cũng rất là biết ơn vì, rồi hóa giải, tâm trạng bình an ngay, vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, năng lượng, thu hút những điều tốt đẹp. Mình là cái câu mà Diễm hay dùng nhất đó, để mà hóa giải chuyện là tôi, nhưng mà tôi cũng rất là biết ơn vì, nhưng mà tôi cũng rất là biết ơn vì đó. Ok ha. Và mình cũng đã đi qua những cái tấm thẻ đúng không ạ? Tấm thẻ à, nhặt được, người ta đã nhặt được ở cái thời Babylon cổ đại ha. Và trong tấm thẻ này rất là hay, các anh chị có những cái bài học ha, để giúp cho các anh chị nào ở đây mà mình đang có nợ đây ha, thì mình cần phải có công thức nào để giúp cho các anh chị mình vừa có thể trả nợ nhưng vừa cũng có thể là tự do tài chính đúng không? Hay nè, chứ không á, là các anh chị cứ có tâm lý là sao có nợ là cứ dồn tiền hết mình trả nợ thôi. Nhưng mà nói các anh chị là càng cái gì mà càng tập trung nó càng mở rộng. Khi mà các anh chị càng tập trung trả nợ thì nợ lại càng lớn hơn. Ờ đúng không vậy đâu, được tập trung cái gì.
Nên là cái công thức ở đây á, các chị ha, trong cái tấm thẻ thứ nhất được ghi lại, được nhặt nha, và người ta về người ta dịch lại đúng không ạ, xem là họ ghi cái gì ở trong những cái tấm thẻ, những cái người Babylon họ ghi cái gì trong tấm thẻ đó. Thì trong tấm thẻ thứ nhất đã ghi lại là sao ạ, nó là chỉ dẫn cho mọi người thoát khỏi cảnh nợ nần, gây dựng gia sản và được xã hội tôn trọng. Họ ghi câu như này: người nào mà bảo toàn được số vàng mà họ không cần phải chia ra, người đó thật tử tế với gia đình và trung thành với đất vua. Người nào chỉ có vài đồng bạc lẻ trong túi thì người đó thờ ơ với gia đình và với đất vua. Người nào không có tiền trong túi, người đó không tử tế với gia đình và bất trung với đức vua, vì trái tim anh ta đã chất chứa quá nhiều đắng cay. Thế nên, ai muốn thành công đều phải có tiền của tiết kiệm riêng, để trái tim anh ta tràn ngập tình yêu thương dành cho gia đình và trung thành với đức vua. Và vậy thì trong cái tấm thẻ thứ nhất ghi lại là sao ạ? Để đảm bảo được cái sự thịnh vượng của mình trong tương lai thì mình cần phải trích 1/10 tổng thu nhập, số tiền kiếm được mình để riêng ra. Quen ha, từ đầu đến cuối cuốn sách này lúc nào mình cũng nghe câu này: 1/10. Và cái điều đặc biệt là các anh chị, cái điều mà trong cái tấm thẻ thứ nhất ghi á, là vì sao anh ấy mong muốn có cuộc sống tự do tài chính, đúng không ạ? Đó là: tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho người vợ thân yêu thủy chung đã quay lại với tôi sau thời gian về nhà cha mẹ đẻ. Và có một cái điều ở đây, một cái bí mật sẽ giúp cho các anh có một cái nguồn động lực rất lớn. Thật có nghe chị, đó là ông Ma Thôn đã nói rằng là chăm sóc chu đáo cho vợ sẽ giúp cái người đàn ông biết tự trọng, đồng thời tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm để anh thực hiện mục tiêu nha. Vợ hay là chồng là một cái nguồn động lực rất là lớn, đúng không ạ? Các chị nha, là một cái nguồn động lực rất là lớn của các anh luôn. Nếu mà các chị sao cũng được anh à, em đơn giản lắm, cho em ăn cơm thì em ăn cơm, cho em ăn cháo em rất đơn giản, em mặc gì cũng được, em sao cũng được, con mình cũng thế. Thì Diễm nói với anh chị là các anh không có động lực để làm việc đâu nhá, có động lực để làm việc đâu. Bởi vì các chị, các anh ở đây có một cái nguồn sức mạnh về tiềm thức rất là lớn các anh chị. Mà nếu như là chỉ có vì mình thôi thì họ cũng không có đủ động lực đâu. Phải có lý do đủ lớn vì sao mà tôi phải làm được cái điều này à, tôi vì gia đình của tôi. Nên là thành ra là các chị cũng cần phải có những cái mục tiêu nó lớn hơn một chút, và mình cũng chia sẻ mục tiêu đó với lại chồng của mình, chia sẻ thôi: anh ơi em ước gì, đó đơn giản vậy thôi các anh chị, chứ không phải cách giao tiếp quan trọng nha. Các anh chị nói là giao tiếp sao mà để người ta có động lực người ta tiến lên phía trước, là giao tiếp không đúng là nó lại không hiệu quả đâu. Các chị đừng bảo rằng là như như vậy là giao tiếp thôi không hiệu quả nè. Anh nhìn nhà người ta đi, anh thấy chồng nhà người ta không? Đó là thấy xong rồi đó nha. Là giao tiếp kiểu này xong à, rồi ra đường đó nha các anh chị. Dạ không có ai thích bị so sánh đâu, không ai thích bị so sánh cả. Nên là chỉ cần chia sẻ mục tiêu thôi: em ước gì nè, đây mục tiêu của em này, này là nhà của em nè. Mục tiêu của mình chia sẻ thôi. Đây là chiếc xe nè, chiếc xe mà em mơ ước nè, trời ơi, em ước gì gia đình của mình được sống trong cái ngôi nhà như thế này nè. Chia sẻ thôi, mình rất là nhẹ nhàng thôi, mình ước thôi mà. Mình ước gì gia đình của mình được ở đây, các thứ, đúng không ạ? Tại vì các anh chị, cái người đàn ông đó, họ có một cái phần đó là cái phần trách nhiệm rất là lớn, nó là được neo từ xưa rồi. Là người đàn ông thường họ được neo là họ là người của gia đình, đúng không ạ?
nên là thành ra họ có trách nhiệm rất là lớn. Và nếu như họ thương những người phụ nữ của mình á, thì họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, và họ sẵn sàng nhé, họ sẵn sàng khai mở tiềm thức của họ nghe chị, để làm đủ mọi cách để có thể được ạ. Vì cái lý do là sao, là vì gia đình của tôi, nên là các chị đặt mục tiêu lớn hơn chút đi. Nên là vì sao ông bác cho bác Vũ, bác Đặng Lê Nguyên Vũ bảo rằng đúng không ạ, cái người vợ rất là quan trọng nha, người vợ quan trọng lắm chị, chứ đừng có sao cũng được nghe chị, sao cũng được là chồng với chị không có động lực để làm việc kiếm tiền đâu, mà là mình cũng cần có những cái mục tiêu nó lớn hơn, và mình chia sẻ cái mục tiêu của mình cho chồng mình nghe thôi. Ở đây tác giả chia sẻ đó, khi mà người đàn ông mà họ chăm sóc chu đáo cho vợ sẽ giúp cho người đàn ông này biết tự trọng hơn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu. Nên là các anh cũng phải ra quyết định đúng không ạ, là phải luôn dành cho vợ mình những điều tốt đẹp nhất chứ, dành cho vợ và gia đình của mình đúng không ạ. Các anh thấy vợ chở con đi học nắng mưa không, sao phải lại không phải là ô tô, trời ơi trời mưa kìa, nắng kìa, với chiếc ô tô chứ, cho con mình học trường tốt nhất chứ, phải cho gia đình của mình được ở những nơi tốt nhất chứ, phải dẫn gia đình của mình du lịch vòng quanh thế giới chứ. Nên là khi mà các chị đặt mục tiêu lớn hơn rồi đúng không ạ, thì các anh cũng phải nghĩ tới điều này. Gia đình thôi các anh chị, nguồn động lực cực lớn luôn, giúp cho các anh chị có nguồn năng lượng mạnh mẽ lắm. Tiếp theo, 7 phần 10 tổng thu nhập thì sẽ được dùng để chi cho nhà ở, trang phục, ăn uống, chi tiêu khác. Còn 2 phần còn lại thì sao ạ? Là trả nợ. Có nghĩa là 10 phần, thu nhập các anh chị 10 phần, thì một phần phải bỏ quỹ tự do tài chính, 2 phần là trả nợ, và 7 phần là chi tiêu cuộc sống. Đây là công thức. Công thức này anh chị mà đang có nợ đúng không ạ? Chứ không phải là mình có nhiều cái mình trả nợ hết nhiều, hết luôn, và bên trong của mình lúc nào mình cũng cảm thấy là không có đủ, không đủ đầy, bị thiếu. Và khi mà cảm xúc bên trong của mình mà thiếu thốn thì bên ngoài của mình nó cũng thiếu thốn hoài. Nên là vì thế mình phải có một cái, mình phải dành một phần để mình bỏ quỹ tiền tài chính của mình, 2 phần mình trả, và 7 phần còn lại thì mình còn chi tiêu cuộc sống chứ. Tấm thẻ thứ hai đó là 2 phần 10 tổng thu nhập sẽ được chia đều để trả nợ cho những cái người tin tưởng, đúng không ạ? Như vậy sau một thời gian thì tất cả số nợ đó cũng sẽ được trả xong. Và trong tấm thẻ thứ ba thì anh ấy có ghi lại, đó là ông ấy bắt đầu đi lại đàm phán, đàm phán với chị, với những cái người mà anh ấy vay nợ đúng không ạ, đàm phán. Ok, hiện tại thì cuộc sống của tôi đang như vậy đó, nhưng mà tôi hiện tại tôi không có nguồn lực nào để trả, ngoại trừ khả năng lao động để kiếm tiền của tôi. Đàm phán đúng không ạ, để cho những cái người cho vay họ hiểu được, để cho họ mình mà cho mình có cái từ từ mình trả, cái kiểu là mỗi tháng mình cứ trả dần dần như vậy cho đến hết. Đàm phán nha, bước thứ ba là bước đàm phán ạ. Nếu mà các anh chị mình biết cách nói chuyện đúng không ạ, nếu mà anh chị nào biết dùng tiềm thức ở đây ha, trước khi đàm phán là phải sử dụng tiềm thức. Tự dưng là cái cách nói chuyện mình nó khác ha anh chị, mà để cho họ hiểu đúng không ạ, và cũng có thể là hỗ trợ giúp đỡ cho mình về phần này. Tấm thẻ thứ tư, khoản tiền này nó phải được chia đúng như kế hoạch, một phần là để giữ tiết kiệm, 7 phần là đưa cho vợ để trang trải cho cuộc sống gia đình, còn 2 phần còn lại chia đều cho các chủ nợ, công bằng đến từng xu, chia đều nha cho các chủ nợ đúng không ạ. Tấm thẻ thứ tư nguyên là phải kỷ luật, làm đúng cái điều này.
Bởi vì á, khi mà các anh chị có quỹ tự do tài chính á, tập trung vào quỹ tự do tài chính thì cái quỹ tự do tài chính của mình mới mở rộng được nghe chị. Và dần dần quỹ tự do tài chính của mình nó sẽ nhiều lên và các khoản nợ nó cũng sẽ ít dần đi và dần dần nó sẽ hết các khoản nợ. Và song song đó không chỉ là mình để mình tập trung trả nợ không, mà mình còn đang xây dựng cái sự thịnh vượng về tài chính nữa. Sau một thời gian tài chính của các anh chị ngày càng gia tăng và nợ của mình nó ngày càng hết. Và trên cái hành trình đó là cái hành trình mà mình vừa có tiền để chi tiêu ăn uống cuộc sống, mình vừa xây dựng sự thịnh vượng tài chính và mình vừa trả những khoản nợ. Rồi đây là cái sự lựa chọn nó khôn ngoan hơn nhiều so với cái việc là thôi cô ráng đi nhịn ăn nhịn mặc trả hết nợ đi, và trong khoảng thời gian đó không ăn không mặc, nhịn ăn nhịn mặc ấy, tập trung trả nợ. Rồi khi mà mình tập trung trả nợ thì theo quy luật của vũ trụ càng cái gì càng tập trung nó càng mở rộng thì nợ mình nó càng nhiều hơn, cứ thế trả hoài không hết. Thấy ủa sao kỳ ta, trả hoài không hết. Đây là cái công thức rất là tuyệt vời nha các anh chị. Và sau một thời gian sau đúng không ạ, thì anh cái anh này anh làm đúng theo cái kế hoạch này, thì sau 3 tháng trôi qua thì anh ấy đã sở hữu được 21 đồng bạc của riêng mình, và nó làm cho anh ấy ngẩng cao đầu tự hào đi giữa mọi người. Trong khi đó vợ cũng chăm sóc nhà cửa rất là cẩn thận, ăn mặc tươm tất, và chúng tôi sống bên nhau rất là hạnh phúc. Kế hoạch này thật sự là vô giá. Thực sự là như thế khi mà nó đã biến một gã nô lệ trở thành một người được tôn trọng. Có quỹ tự do tài chính, có tiền trong người, cái tự tin hẳn là nghe chị nó khác á. Và như sau cái chị đồng ý với Diễm ạ. Bên trong của mình nó đủ đầy dần lên. Và cái điều đặc biệt các chị, ở đây tác giả cũng dặn nha, 7 phần 10 tổng thu nhập sẽ được dùng để chi cho nhà ở, trang phục, ăn uống, và một phần nhỏ dư ra được dành cho những chi tiêu khác. Vì chúng tôi, vì cuộc sống chúng tôi không thể thiếu niềm vui và sự hưởng thụ. Có nghĩa là cũng có quỹ vui chơi nha. Hay cái gì thấy cuộc sống cũng trọn vẹn ha. Có những có nợ nần mà thấy cuộc sống cũng đầy đủ đó. Có quỹ vui chơi đàng hoàng nè, đúng không? Không thể thiếu niềm vui và sự hưởng thụ. Vui chơi 10% nhé. Chứ không là sau khi mà cái chị lớn tuổi 50, 60 nhìn lại cuộc đời của mình sao thấy không có những cái trải nghiệm gì thú vị. Phải có quỹ vui chơi. Cái quỹ này khi mà các anh chị biết sử dụng đúng, nó lại mang về cho mình nhiều tiền hơn đúng không ạ? Tấm thẻ thứ năm đó là ghi lại là sao ạ, đó là cái ngày mà trả xong hết nợ, cái ngày mà vợ chồng tôi ăn mừng lớn vì ý chí quyết tâm chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Không những trả hết nợ mà còn là sao ạ, có khoản tiền, có một cái khoản tiền trong cái quỹ tự do tài chính rất là lớn, sở hữu rất là nhiều vàng bạc nữa. Nhưng là tôi đề nghị những ai muốn tiến lên phía trước nên vận dụng phương pháp này. Nếu mà cái kế hoạch đó có thể giúp một gã nô lệ rơi vào đường cùng trả hết nợ và còn có tiết kiệm riêng, thì chẳng phải nó cũng có thể giúp bất cứ ai tìm được cái sự độc lập trong cuộc sống của mình. Ồ, tuyệt vời lắm ha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, ok các anh chị. À, ngày mai thì Diễm sẽ trả lời 3 câu hỏi nha. Diễm có nhận được 3 câu hỏi, hôm nay không có đủ thời gian. À, thì sáng ngày mai Diễm sẽ tiếp tục giải đáp tiếp những cái câu hỏi, và các anh chị có thể bắt đầu ghi lại công thức này và bắt đầu ứng dụng. Anh chị nào mà mình có nợ đúng không ạ, thì mình có thể ứng dụng cái công thức mà ngày hôm nay tác giả vừa mới chia sẻ với các anh chị ha, để dần dần khi mà các anh chị có quỹ tự do tài chính đó, thì thông qua luật, những cái luật quy luật của vũ trụ các anh chị, cái gì tập trung của nó mở rộng, quỹ tự do tài chính của mình nó sẽ được ngày càng nhiều tiền hơn, dành 2 phần để các anh chị có thể trả những cái khoản nợ, dần dần nó sẽ hết. Và cái điều tiếp theo đó là mình cũng có một cái phần nhỏ để mình có cái quỹ vui chơi ha, cái quỹ đó các anh chị có thể trải nghiệm ở những nơi mà các anh chị mong muốn đến, các anh chị có thể mua những cái món đồ mà mình rất là mong muốn mua, có thể là nó đắt tiền đi, nhưng mà bởi vì nếu mà nó nằm trong quỹ vui chơi thì thoải mái nha. Diệp cũng có những cái chuyến du lịch nghe, vậy lâu lâu Diệp các anh chị thấy là Diệp có những chuyến du lịch
thì Diễm dùng cái quỹ vui chơi này để Diễm đi du lịch đó, hoặc là mình có thể mua những bộ quần áo, những bộ quần áo đắt tiền, à, nó cũng nằm trong cái quỹ vui chơi đó các anh chị. Quỹ hoặc là lâu lâu Diễm cũng mua những cái túi những cái ví đúng không ạ, như thế này Diễm không có vào cái dùng tiền quỹ tiêu tài chính mà để mua đâu nhé. Túi như thế này, ví nhẹ 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 vậy thôi, 12 triệu đấy nè, thì cũng là cũng trong quỹ vui chơi luôn, quỹ vui chơi các anh chị. Mình cũng có những cái quỹ này để mình có thể đáp ứng được những cái sở thích, những cái mong muốn của mình, à, và 7 phần còn lại thì có thể là nằm trong chi tiêu cuộc sống. Và các anh chị thấy là cái kế hoạch này cuộc sống mình nó trọn vẹn không ạ, trọn vẹn ha. À, chẳng hạn như các chị đó, mà thay vì các chị nói với các anh là em sao cũng được, túi nào xài cũng được, không còn Diễm gì khác, trời ơi, túi này đẹp quá, ước gì mình cũng có nha, chiếc xe đó đẹp quá, ước gì mình cũng có nha. À, đó là cái chị nó nói đi, các anh mới có động lực để anh mở não ra hút tiền về được chứ, chứ giờ động lực từ đâu bây giờ? Giờ mình thì sao cũng được đúng không, nhưng mà lý do là vì ai nữa ha, thì nó khá là quan trọng đấy. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Sáng ngày hôm nay đồng hành cùng với Diệp trong buổi Zoom này ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau rắc bụi phép màu cho ngày mới, có nghĩa là các anh chị hoàn thành ngày mới bao nhiêu tâm trí trước khi bắt đầu. Sau đó thì các anh chị viết lòng biết ơn, và tối nay trước khi đi ngủ thì ghi nhận thành công trước gương, đó là bài tập trong ngày hôm nay các anh chị nha. Là mình cùng nhau nhắm mắt lại và ra quyết định ngày mới nè. Cảm ơn các anh chị.